Chào các bạn. Hôm nay ở nhà rảnh quá, mình sẽ làm cái món muối xương nhá. Băm muối xương heo, xương lợn. Món này thì ăn vào mùa đông. Bạn nào đã được ăn chưa? Mùa đông mà làm tí muối xương ăn cơm thì cũng rất ngon. Không biết các bạn có hay ăn không? Mình thì mình cũng thi thoảng hay làm cái món này. Đây đây. Muối xương thì mình chọn cái chỗ phần khấu đuôi, cái chỗ đoạn cuối của cái đuôi heo, đuôi lợn này này, thì xương nó mềm. Về mình ngâm qua nước muối rửa sạch. Bây giờ tiến hành mình rửa xong mình đi băm nhé, băm bé. Lấy dao làm qua cái lông nó còn. Đấy. Băm muối xương. Mùa đông mà ăn muối xương với cơm thì thôi rồi luôn. Đây, phát hiện cái đuôi này còn ít lông lá, vệ sinh làm sạch sẽ cả cái chỗ này này, này miếng bên này vẫn còn. Không biết gạo à? Nhìn hấu gạo ngon lắm rồi. Có cần phải đổi thợ không? Nói chung cái món muối xương này cũng phải rất cầu kỳ, Nhật Nha làm cũng lắm mất thời gian. Băm bằng tay không các bạn nhé, không phải dùng, không có máy xay nên là phải dùng tay băm nhuyễn xương, phải nhai mà còn không cảm giác là phải xương. Báo rét tiếp tục, nay nắng rét rồi. Mai rét nữa sao nào? Thứ bảy bắt đầu rét.
Vậy mẹ gọi anh Tuấn sang. Gọi Tuấn sang xử lý cho nhanh. Tiêu chiều ngập. Đây là trang sàng. Cái chỗ này nó bị sao nhỉ? Có kiểu không. Cái này vẫn còn cái lồng xương à, cái da. Da, cái da ám. Cứ cạo hết đi, cạo. Có miếng sụn nữa. Sụn ở đâu? Thôi cứ bằm vào đấy. Sạch. Rồi đi. Bỏ cái rau ra và túi bóng vứt ra kia không. Cứ cắt lên đây nữa mà. Thì bỏ lên kia gọi lúc nào làm phải nó vào tay. Xử lý cái kia có món đuôi lợn à? Bằm xương kia kìa, xử lý ngoài kia cái gì à? Xử lý ngoài kia thôi, kia làm gì ra đấy, bố có món gì bố bảo này. Ở trong bếp thì bố đang đun nước. Ra với thớt chết đi đâu sau này lại sang đây. Cầu thủ này chuyên có chơi kiểu ngồi xe lăn. Chào khán giả chưa? Vậy mà chỉ đạo món ăn có tốt lắm. Chào khán giả chưa? Kia củ mới 4 triệu rưỡi. Trèo lên ngó. Lấy cái ghế ra bà ngồi đi em. Còn lấy xong ra làm ra. Đấy ra cởi áo khác ra. Mà sao mà thịt cơ? Thì thấy mỗi phải nghĩ cái gì cắn không biết khi ra xem thắm kiện đấy, tiến hành làm cái món muối xương. Cho dịch cái xe này ra này.
Tí nó mỏi hết cả tay rồi. Ra đi xong rồi anh thay ca. Bấm tí tí nữa ăn thì ngon thế, xúc. Ăn. Ăn thì ăn thì ngon, xúc bao nhiêu cũng được mà chưa bấm bảo kêu mỏi tay. Thế mới nạ gì. Ăn thì mồm, ăn thì tay nó có ăn đâu. Thế gì? Ăn thì thúc nghia thúc nghĩa, mà làm thì lười. Nói thì mặt cứ nầm nầm nì nì. Kệ. Lầm lầm lì lì kệ người ta hả? Đâu? Nầm lầm lì lì mà làm sao? Giờ đưa anh thay cho nào. Đây. Mầm đấy là đan cái đuôi của mình. Chuẩn bị đi. Muối, gia vị, hạt tiêu. Đó. Cái gì ở đâu? Thank you.
đúng là lâu ngày không làm mỏi tay thật. Nãy mình tưởng mình chê nhưng giờ mình mỏi tay thật các bạn ạ. Mỏi tay đấy. Ăn được tí là mỏi tay đấy. Ngày trước thì băm mấy cân liên tục nhưng bây giờ mỏi tay đấy. Ai bảo đang làm đi hỏi nói bảo nói nhiều. Hả? Người ta đang làm không ai nói chuyện thì tự nhiên hỏi bảo nói nhiều. Món này rất cầu kỳ đấy, xương sao băm để bé tí ăn không chứ không phải ăn muối xương để nhai gãy cả răng. Này, anh chị em có máy xay xương nha, cho vào xay cũng được nhưng mình không có, mình băm tay. Băm bày lại rèn luyện sức khỏe, lại cơ bắp nổi cuồn cuộn. Đúng không Trang? Lấy lúc vài vợ, lấy gì một vợ. Mấy vợ? Nhà thì có 5-3 cái cửa. Có vợ có con rồi, lấy thêm vợ nữa. Lấy mấy vợ nữa? Lấy 56 vợ. 56 vợ á? Gì mà lấy 56 vợ? Nhiều vậy thì chịu sao được? Lấy gì lấy 22 vợ ơi. Lấy 22 vợ á? Ngày cứ xui vậy cho thím đánh nào. Trang đang xui cháu lấy 56 vợ. Cái gì? Không, có kia là được rồi. Không, muối xương này có cái những cái đuôi với lại cái tí thịt đấy là quá ngon. Muối xương ăn. Hạt tiêu. Hành. Tiêu xanh á hả? Đưa đi này. Không, lấy tiêu xanh. À thì tiêu kia được, vậy bỏ đây. Bỏ đây một chục. Đấy các bạn thấy không? Nãy là xương thôi nhưng bây giờ nó là thịt ở đây này. Bằm nhuyễn luôn. Bằm nhuyễn tại kia. Cầm con cái gì một chút chùm vào đây, cầm một cùng vậy thôi, cầm một con dao ra đây. Tiêu vào kiếm ăn rồi. Bạn nào có nhu cầu ăn muối xương thì liên hệ mình nha, mình băm mình chuyển bán. Chuyển bán chuyển tại nhà. Nó lại đặt trong nhau rồi không làm kịp. Ta đi đi. Ngày họ đặt cho 5-10 lọ. Bằng gãy tay. Lại mua cái cối hiền hiền nhé. Cối hiền xương nhé. Nó có cối hiền xương nhé. Có cối xay. Bằng ai cũng bằng. Già 95 tuổi ăn muối xương kêu ngon mềm như thịt. Đấy bằm vậy. Ăn muối xương mà ngon thế nha, chụp chụp. 9 mấy tuổi nhai muối xương ngon. Bằm nhìn sụn không? Sụn không cũng còn lạ tốt. Ừ là răng đó. Hả? Ừ. Chuyện thật không tin á, lại bảo. Người ngon lọ vậy. Mình ra giữa 2 cái lọ đấy. Một cái lọ nhà nhựa thì lại bỏ muối xương. Cụ già 9 mấy tuổi ăn muối xương cái lọ áo nọ đựng muối lạc nên là hết muối lạc ăn muối xương bạn. Ông vậy em tướng bạn rồi em biết.
đúng nhu cầu nọ, bà bảo ăn mua xương. Bà khuyến nói chứ làm với nửa cơm, nửa cốc sữa, nửa gọi là xâm lầm. Đây các bạn thấy con dao này. Con dao mình băm muối xương đẹp không? Có quảng cáo bán dao luôn. Đấy. Các bạn thấy có quả dao băm xương không như mấy anh quảng cáo trên mạng sắc nọ sắc kia về hai bữa mẻ răng. Mẻ lưỡi nhỉ? Rồi, con dao. Băm xương từ nãy giờ nha, xương lợn hẳn hoi các bạn này. Đây mẹ, mẹ đổi cho con dao kia. Con dao giống như thế này này. Đưa con này cho Tuấn anh làm.
Đấy, tạm thời đã tương đối rồi đây. Bỏ sang một bên. Bằng hết trụ cái to này nữa. Còn miếng này nữa đây, xong rồi này. Giờ em mỏi tay rồi. Nó soi giống cô bạn lúc bé thì cô ăn đấy. Ăn muối xương mà băm một tiếng đồng hồ chưa xong. Mấy tiếng. Mỏi tay. Muối xương nó phải tốn thời gian. Bọn này không có cái thời gian làm. Tại cười chăm mới làm được cái ai bằm. Nhà này chả có ai bằm mùi xương. Nói thì ăn thì buôn bọn rồi không biết đôi lạ nữa. Đại khách hết tiền ăn thịt thì chuyển sang ăn xương. Ừ. Vậy mà khéo nói bảo trêu bảo khéo lại xương lại tốt hơn thịt đi. Sao phải tốt hơn cơ mà nó kỳ công luôn, hết lắm công. Thịt thì thái vèo cái này sao cái xương này mất ngày một buổi. Ăn được nhiều chứ cái này ăn mùa đông cô khuyến. Ừ, nếu mà ăn xương lại còn hết nhiều công hơn ăn thịt. Trời nó xe lạnh ấy, cháu thích ăn cái này mà. Trời nó xe lạnh anh ăn muối xương ngon mà.
nhất ăn cơm buổi sáng ấy, làm tí muối xương sẽ chịu. Cơm đâu mà đãi nó, mà bà cứ rủ. Mời con này thì dễ thôi. Chỉ chờ nó mời mình mới khó á. Chứ cần mình mời nó thì có mời không? Năm ngoái thì bà còn khỏe, bà bắn đậu đen, bà Hồng Nguyên, bà cháu Điện, cháu bầu, bầu đỏ nấu với đậu đen đó. À, bà cháu lính thì đương chân cho bà mà. Chưa, tháng chưa có. Ừ. Bà cứ hỏi nó tiền với lại thịt gà khó lắm. Bao giờ khó chậu. Hơn cân tí mà băm suốt từ nãy giờ chưa xong. Hơn cân xương mà băm là nhiều rồi. Người ta băm 5 lạng, 3 lạng một cái gì nhà mình đông người là vậy không bỏ được. Băm vậy mà khi kho mà có mấy cái ta không cho nữa. Dạ sườn cho chung vào. Mình có hai con dao chặt ngon. Rồi các bạn xem. Băm hơn một cân xương xương sống lợn dao vẫn còn đẹp. Đúng không Trang? Lại khoảng cao dao đấy, các bạn thấy dao. Không có một vết nhăn nhá. Ai muốn mua dao đừng liên hệ với tôi vì tôi không có. Quảng cáo các bạn có con dao, nếu mà dao này các bạn chặt gà thôi rồi. Quảng cáo dao không có dao đâu mà bạn.
Mày cứ ngồi đấy mà cười. Chịu chưa? Chưa chịu à? Chịu cứng thôi. Giòn không? Cái này giòn không? Chưa có giòn đâu. Sật sật không? Không. Giòn sật sật không? Không. Nhai được không? Nhai được đấy. Nhừ chưa? Nhừ luôn. Đấy. Đây các bạn xem xương này. Bây giờ nhừ tôi. Dầu dài với chả dầu ngắn với nọ kia không ăn thua nhỉ, đúng không? Cái này nhai sần sật không? Không sật á? Nhai núi xương cứ gọi là sần sật luôn nhá. Muốn xương nó mềm bây giờ mình sẽ chuyển sang sông dao mình bóc. Đảm bảo các bạn nào răng yếu cũng vẫn nhai được muối xương này. Mềm củ luôn. Nhai rồi nó gãy răng. Gãy làm sao được. Nó sẽ không gãy đâu. Nó sẽ bị nghĩa răng. Xuyến ơi. Xuyến. Đang ngoài đấy à? Muối xương mình băm tương đối rồi nhá. Tạm thời như thế thì bây giờ bắt đầu mình đi cho gia vị. Mình sẽ cho 3 củ hành, hành lá vào. Đây tiêu các bạn, tiêu xanh, tiêu này là tiêu Đắk Nông, rất thơm. Mình cho một nửa, còn tí nữa cho một nửa sau. Đảm bảo các bạn ngon thịt cú mèo.
tiếp đến mình tra gia vị. Đây là mì chính này các bạn này, bột ngọt. Bột ngọt nha. Mình sẽ lấy muối hạt nha, chứ không dùng muối nào. Dùng muối hạt. Đây mình không dùng muối iốt, mình muốn dùng muối hạt. Vừa thôi. Giờ mới cho đâu mà nhiều. Khi nào đun nấu thì cho một tí mắm chượp vào thôi. Giờ tí mắm chượp. Đây mình cho thêm một ít thịt bằng thịt xay. Cho tí thịt xay cho nó mềm. Phải không lại bảo ăn muối xương không. Đúng không? Nào mà được ăn cái món này thì bảo phê luôn. Phê trên bờ đê. Đấy, gia vị gồm hành khô. Cho mấy củ hành khô, hạt tiêu. Tí bột ngọt. Muối. Khi nào mình đun mình cho một tẹo mắm chược nữa lên hương vị. Muối xương này thì có thể băm bỏ vào cái lọ thành cái âu bảo vệ kín, các bạn ăn được vài hôm nhé. Mùa đông này thì có thể ăn được vài bữa. Sao cho ý kiến đi. Sao được ăn được một tiếng ạ? Cái gì? Sao được ăn được một tiếng? Tưởng ăn rồi. Tưởng ăn rồi chứ. Đây các bạn xem muối xương mình băm này. Đấy. Nó mịn. Mịn luôn, nát luôn. Nhừ tơi. Băm xong đã, lấy cái xong hay cho vào cái bỏ sao vào cái chảo. Hả? Chảo điện nhá. Chảo điện á? Cái chảo đấy sợ cháy không? Ơ thì chảo điện, thì chảo điện. Lôi dây điện ra đây này. Đang quảng cáo một trang nó bảo quảng cáo bán dao. Đây này. Các bạn xem này. Con dao của mình băm hết một cân muối xương không thấy một vết nhăn.
Đấy, các bạn thấy con dao được không? Chặt thịt gà. Con dao nó chờ tí. Cho một tráng con tí dầu đi. Đây, coi như là mình đã hoàn thành cái muối xương nhá. Nếu như các bạn ăn bình thường thì nó ra vị chỉ như thế này. Nhưng mà đây. Mình lại thích cái mùi vị của cây húng chó này. Mình sẽ băm vào đây. Húng chó hay húng quế? Nó rất thơm các bạn. Nếu bạn nào chưa cho cái húng này bao giờ thì hôm nào thử cho. Cái húng này là húng để ăn tiết canh đúng không? Thơm không? Ngồi đấy thơm không? Bao thơm luôn nhá, bao phê luôn. Đấy. Nếu như các bạn nào chưa ăn thử cái húng này cho vào thì nay cho vào thử nhá. Bao thơm luôn. Cho một ít thôi, cho hết quanh cái chảo. Đấy. Bằm nhuyễn mà đến giờ nó mịn không thể nhấc nổi dao. Xong rồi các bạn. Bây giờ mình tiến hành. Đấy, công đoạn thay diễn viên. Nãy thì chân yếu, tay mềm, chỉ cái giỏi đánh chồng thôi cho nên không băm được xương. Giờ mình băm. Hay quá gì. Mẹ chỉ có đánh chồng là nhanh, mũi xương thì không biết băm. Vậy cho nên là phải ra băm thay. Đấy, mũi xương mình băm xong rồi mình sẽ cho vào mình xào nhá. Xào hai mẻ chứ. Thì cho hơi mà nhiều quá thì cho hai cũng được. Chở hàng đâu em? Xuân. Xuân à? Xuân hôm bữa giờ đám thằng Phương. À. Nhờ Rio. Ờ. Với Giả. Ờ. Thôi em về đây. Về em về đây. Uống nước ra em. Ý giời, có vợ phát chăm thế. Có mấy nhóc rồi? Hả? Đã được mấy nhóc rồi? Thế là ngon rồi. Ừ, ngon rồi, vậy là ngon rồi. Anh Tường có cần gì hỗ trợ thì bảo anh. Vậy là làm hai giả à? Vâng. Rồi vào cho tí mắm trưởng. Cho nhẹ thôi, tí nữa cha nó vừa mồm mà thì... Ôi dồi ôi, thơm lắm rồi. Thơm chưa? Chưa ngửi, thích thì ngửi đi. Để tính ra không? Đó, vậy thôi, vậy thôi. Sau tí nữa nếm mà vừa được thì thôi, thành công. Ngửi thấy á? Sộn đi nha. Tơi rồi cần gì sang nhỉ? Cha. Đấy.
xào khi nào nó khô khô xương thì được, thì chín hẳn các bạn. Sướng rút cái bếp kìa. Vâng. Thôi lấy dây điện nữa đi, cắm cho bố chứ, bố đang cắm phỏ kìa. Đây thì cho thịt vào đây. Cho thịt vào đây, lôi cái phỏ này ra cắm vào đây chứ. Chàng đấy nhá. Bố cứ đẩy như vậy đi. Tí thôi nào. Lôi quay vào đây. Lôi thịt vào đây. Chắc về bà ngoại. Lại về bà ngoại rồi gì? Nhưng mà đường hết rồi gì? Thì thôi, đã đi muộn thì thôi kệ. Mà làm sao mà cô giáo đéo thì mới có vốn nào vốn ăn. Bằng chục lăng lạc. Đấy, không được nói tục vào đây. Bắt mỡ em bỏ vào đây rồi đúng không? Dạ. Bắt mỡ bỏ đây rồi. Bắt dầu.
Thank you.
Cái này đổ đi chứ. Mẹ đang ngâm để xem cái hãng nước cái bà. Dễ thì con cái dễ mẹ rửa rồi mệt lo nó chưa sạch. Đấy, giả cuối cùng đấy các bạn. Thế là sắp xong. Ôi, sườn nếm à? Chưa làm. Ngon không? Giòn không? Hả? Giòn không? Giòn không? Ngon không? Để tít tà lóc. Được là cho ra nhá. Dạ, xong chưa? Chắc là được rồi. Xong rồi thì cho ra. Để khô, à để nguội hãng đậy nắp, phải đậy nắp vào thôi. Thôi, thế thôi. Xong rồi các bạn ạ. Ngày món muối xương của mình xong rồi đấy. Đấy, quay hai ràng hai giả luôn. Bạn nào chưa ăn thì hôm nào thử làm xem ăn xem có ngon. Ngon không? Đây phỏng vấn cái cô này, ngon không? Ngon. Hả? Ngon. Giòn không? Có sần sật không? Có cái sụn ấy có sần sật không? Đã được ăn rồi. Đã được. Nhưng mà nói thật là có ngon không? Thơm không? Thấy thơm chưa? Thơm rồi gì? Sần sật không? Cho nó thử tí xem nó sần sật không? Vặn cái nút đi đã. Đấy, đã hoàn thành cái em muối xương. Ngon sần sật. Không món gì nấu ở đây nữa à? Biết gì giờ nấu.